Chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mình diễn hành thế cho nó trong sạch, đừng có dễ vui. À, Ma Phạn Tê, dạ chúng con xin vâng. Chị Lê Na Chô Cá Tinh Dân Thị Chị Lê Na Phô Cá Sâm Bát Đai Chị Lê Na Nê Phú Tinh Dân Thị Tà Sâm Mai Si Lăng Ủy Sổ Thá Dê Các nhân khanh được sanh về cõi trời cũng như dĩ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dĩ giới, được giải thoát nhập Niết Bàn cũng như dĩ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thu lành thai. Út ta mạng ghê na hoàn đề hàng bà đa mạng sung quá rút ta mạng bút thể vô khá lý tàu đồ sô. Út thô khá ma tu tăng má mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nghị chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xả tội lỗi ấy cho con. Uttamang về na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đuôi thằng qua rằng thâm mê vô khá lý tô đồ sô thâm mộ khama tu tăng má măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng Phật bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo cho con. Nghề na hoàn đề hằng sân khẩn cha đô quy thốt ta mạng sân khề dự hộ sân khổ khama tu tăng ma mạng. Con đem hành trình cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng, các tội lỗi mà con đã vô vi phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít trở lại cho ngài để ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Hê tha la tha su bi tha ru na bo tha sa ja ne a ro ga su bi tha ho tha sa sa be thị nhà thị phi cầu xin cho các thánh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh coi bình hoàn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thái sitiya janagatha. Xin tham ơn tu sinh, tham ơn tu sinh, tham ơn tu y đăng phá lăng e ta sư minh rát ta nát ta nhá sư minh sâm bá sa đà nà chê. Ta sô cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai. A ca sát tha chất phùng mát tha đê hoa na mát thi ca. Uôn nhân nô nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu sa sát năng. A ca sát tha chất phùng mát tha đê hoa na ra mát thi ca. Uôn nhân nô nô mô đành tu chi rằng rắc khanh tu nô gá lù. A ca sát tha chất phùng mát tha đê hoa na ra mát thi ca. Bụng nhận nổ nô mộ đảnh tu chi rằng lạc thành tu nhà ta dô. A ca sát tha chất phùng mát tha đê hoa na ra mát thi ca. Bụng nhận nổ nô đảnh tu chi rằng lạc thành tu bà ni nô. A ca sát tha chất phùng mát tha đê hoa na ra mát thi ca. Bụng nhận nổ nô mộ đảnh tu chi rằng lạc thành tu nô sa đà. Chữ thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan nghị phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tụ đạo màu tu hành, tinh tấn ngọ hậu vô sanh.
Văn kinh chi cu sa la căn mạng cách tắc bằng kỳ ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa sê su ra tăng cách tăng về sát ta sanh ni nô áp thi về chất sát ta sanh ni nô ca tăng quân phá lăng mây hàng sắp bê phá ghi phá quan tu tê về tăng các tăng suối đi tăng đinh năng quân nhà phá lăng ma già về cho ta tha na cha nan tí đề qua gần tòa ni quê đã dùm sắp bê lô cầm hi về sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nôn nhân phô chết nàng sắp bê la phạm tu ma ma chê ta xa tí phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời thọ nhiệt chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hội sanh hay biết hoàn toàn lặng thâu bằng ai cho rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đền hầu mặt ngay có người làm phước được rồi lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ chung hưởng được phước quý ổn dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường sinh thâu phước bảo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương thọa lòng nguyện cầu tam bảo từ hàng độ nguyện thoát ba tai nước lửa binh nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết nguyện cho nhân loại ráng tu hành nguyện gìn tâm học giới định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh từ khổ nguyện diệt tâm tham háo lợi danh nguyện tu tinh tận không giải đại nguyện sao đạo quả sớm viên thành Ý đăng vô nhà tì năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Ý đăng quá ta mê buồn nhân a sa quắc ca già quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy làm ổn nhân lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thầm Ma, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con đã xong phần lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Ngũ Giới. Con kính cảm ơn Ngài Tý Đức đã truyền Tam Quy và Ngũ Giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã lắng tâm thanh tịnh cùng con đọc kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Ngũ Giới. Phước báo trong sạch nào có được trong ngày hôm nay con kính dâng đến Ngài Tý Đức cùng chư Tôn Đức. Con cùng kính dâng đến quý bà, quý cô, tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh bồ đề tâm kiên cố, sớm thành tựu được đạo quả giải thoát. Và con cũng xin chia phước này đến đạo tràng Pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý vị trong đạo tràng, luôn an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Con kính dâng mít trở lại cho Ngài Tỷ Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ chư con Thiền Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Chắc quý vị hôm nay nghe không được rõ. Alo, chính chúng tôi khi mà phát âm thì thấy cũng hơi khó khăn, quý vị thông cảm. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 169. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương Ân Đức Tam Bảo
Buddho Mahesi Arang Tatha Gato Lo Kota Mo Sampa Garu Vike Tako Lo Ka Sasantha Chana Đầm Mắc Cô Quý Đô Vành Đà Má Hành Tăng Na Rạp Phu Cha Này Gia Cần Như Lai Giấc Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Ý Thức Không Đâu Tránh Bằng Thó Thư Tôi Thần Giao Chủ Trí Năng Vô Lượng Thư Kể Ngài Đã Tin Tưởng Con xin đại lễ Phật ân đáng từ thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Phật đi bồ tát ta sa sa tu nô lô ca nó mình thái sa di đà ca rô cô sa bình nhu bút tháp Phật đi bồ tát sa nhã tu hoàn đà ma hành tăng đa na bù. Cái này các bạn nhân về như là sự sáng đặc biệt vô minh phát tăng làm đặc thường sinh đại diện Phật tổ vô minh rõ ràng. Con xin đại lễ Phật Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý sư thô sư ta sẽ xa quá cô sẽ kha sư ca mô lá thầm bá sách khá cô niên đà bá sân xa đi hà nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầm đá rá phù. Cái này nhắc rằng tăng bảo tinh đô mật đà tâm học mông rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh như trần sẽ lìa thế pháp phàm nhân lai vì con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cũng dường. Rất tận an tinh hoa cây kia là chúng ta mê tu quá tha nam ta sa bi a nu pha về đa sa cha về nó sẽ được cầu xin tâm bảo y linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Con nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Lão Cô Bụt Thầy Giác con tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay câu Phật ngôn 169. Quý vị thông cảm nha. Chúng ta khi nào mà nói không được thì thôi. Bây giờ nói thì quý vị nghe được thì cho tín hiệu, còn quý vị có nghe thì chúng tôi xin chịu thôi. Âm thanh như thế này quý vị nghe được không? Nghe rõ rồi, xà thủ xà thủ. Mặc dù nghe rõ nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng hết sức, mong quý vị thông cảm ha. Mấy ngày nay nó là con người cũng được khỏe lắm. Thôi thì tới đâu hay đó đi ha. Quý vị đừng nữa nghe ho như vậy sợ bị lây, bị mất dịch, bị nhiễm. Ho là ho, nhưng mà coi như còn nói được thì cứ nói. Câu Phật ngôn 169 sau câu 168, tức là hai câu Phật ngôn này có một cái vấn đề liên quan lẫn nhau. Khi mà chúng ta học hết câu 169, chúng ta sẽ biết duyên sự. Một duyên sự mà rất là hay. Bởi vì nói lên cái tính ngã mạn của dòng họ Thích Ca. Thầm mừng cha rề su cha rị tăng, thầm mừng cha rề su cha rị tăng. Câu số 2, na năng đúc cha rị tăng cha rề, na năng đúc cha rị tăng cha rề. Bây giờ ôn lại. Thầm mừng cha rề su cha rị tăng, na năng đúc cha rị tăng cha rề. Thầm mừng cha rề su cha rị tăng, na năng đúc cha rị tăng rề. Câu 3, ma cha rì su khăn xê tí, thầm ma cha rì su khăn xê tí. Câu 4, asmin lô kê bá râm hi cha, asmin lô kê bá râm hi cha. Ôn lại,
tâm mắt gia ri xuất khăn si ti át mi lô kê ba rầm hi cá tâm mắt gia ri xuất khăn si ti át mi lô kê ba rầm hi cá Rồi bây giờ ôn lại nguyện cầu tâm mang cha hề sư cha rít tăng lát năng đức cha rít tăng cha về tâm ma cha ri xúc tăng xê ti ác minh lô kê ba lâm hi cha tâm mang cha hề sư cha rít tăng lát năng đức cha rít tăng cha về tâm ma cha ri xúc tăng xê ti ác minh lô kê ba lâm hi cha Còn một cách đọc nữa mà chúng ta cảm thấy nhẹ hơn, ngắn gọn hơn, tức là đọc một lần hai câu. Cuối câu số 2 nó là trường lòng. Tham ma cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re tham ma cha ri su tăng se ti as min lo ke ba ram hi cha tham mang cha rê su cha rít tăng na năng đúc cha rít tăng cha rê tham ma cha se ti as min lo ke ba ram hi cha Rồi bây giờ chúng ta qua dòng kệ ha. Kệ nào mà nó gọi là kệ thì đọc sao cũng được hết á, quý vị thông cảm. Cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re tham ma cha ri su tăng se ti na năng đúc cha ba ram hi cha tham ma cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê tâm ma cha ri su kham se ti na mi lo ke ba ram hi cha hãy khéo sống chánh hạnh dễ sống theo tà hạnh người chánh hạnh hướng là cả đời này đời sau Xin mời Sĩ Mê Ta, Sĩ Kim. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết trong đạo tràng có nghe được âm thanh của con không? Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ quý sư và con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và hôm nay thì con cũng giống như Ngài, cũng tham mang cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha tham ma cha ri su khang se ti át minh lô kê ba ram hi cha Dạ, con xin phân tích tham là trường âm nhấn, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cha đoạn âm rê trường âm thông thường, su cha ri ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, chá rí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm rê trường âm thông thường, thăm măng chá rê su chá rí tăng ná năng đúc chá rí tăng chá rê. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường, số đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c trường âm nhật, trường âm thông thường tí,
đoạn âm áp trường âm nhấn minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm lô kê hai trường âm thông thường bá đoạn âm râm trường âm nhấn hí đoạn âm chá đoạn âm thâm ma cha ri su khăn xê tí ách minh lô kê bá râm hí chá. Và con đọc lại từ đầu. Thâm măng cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê. Thâm ma cha ri sang xê tí ách minh lô kê bà râm hí chá. Thâm măng cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê. Thâm ma cha ri su khăn xê tí ách minh lô kê bà râm hí chá. Khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này, đời sau. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thâm măng cha rê su cha rê tăng, na năng đu rê tăng cha rê. Thâm ma cha rê su khăn xê ti at min lo ba ram hi cha. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài chỉ đức cùng với quý vị trong đạo trang chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con còn mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Ngày nào mà lên thấy sư rồi ho hen, rồi đọc thích thích mũi, rồi nói ha ha, rồi sư nói trời mưa sư cảm, trời ơi thiệt khổ thiệt. Đời vô thường mà sư sinh bệnh lão tử, ai cũng phải bị vậy trơn. Bình thường sư ơi, sư đừng có lo sư ơi. Đi trước tới con cũng đi sau rồi sư, nhiều khi con đi trước sư cũng đâu biết được sư. Thôi, được miếng nào hay miếng đó. Con về tỉnh bơ, con thấy mấy người già già lớn tuổi 3-4 mũi chích càng nhiều, càng nhiều hơn. Thôi, con trả bài, con có nhiều chuyện con làm ngày hôm nay lắm. À quên nữa, quý vị có nghe âm thanh của con rõ càng không à? Không thấy ai cho nữa. Ô, hạnh, vô mít trà cho nè, hạnh tiễn nè, nhân phạm nè. À, cảm ơn các người đưa bài nữa. Hay giỏi quá. Dạ, hai ba người hay nghe rõ. Con xin cảm ơn. Bắt đầu trả bài xong rồi con leo xuống, còn có nhiều chuyện làm quá. Dạ. Con xin trả bài kinh Pháp Cú 169. Thầm măng cha rề su cha ri tăng na ta năng đu cha ri tăng cha rề thầm ma cha rề su khăn xê ti ác niên lô kê phá râm hi cha. Thầm măng cha rề su cha ri tăng na năng đu cha ri tăng cha rề thầm ma cha rề su khăn xê ti ác niên lô kê phá râm hi cha. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Thâm trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, xú chá rí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2, ná đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhắn, đúc trường âm nhắn, chá rí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và thích câu 3, câu 4. Thầm măng cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê thầm ma cha rê su khăn xê ti ác niên lô kê phá râm hi cha. Phân tích câu thầm trường âm nhắn, má
cha vi hai chữ âm thông thường xuống đoạn âm chữ âm đọc theo giọng nguyên âm xe chữ âm câu cuối cùng as chữ âm ngắn minh chữ âm đọc theo giọng nguyên âm lô kê hai chữ âm thông thường bá đoạn âm rong trường âm ngắn hí chá hai đoạn âm đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ tham ma cha vi su khang se ti as nin lo ke pa ram hi cha tham mang cha ve su cha ri tang na nang do cha ri tang cha ve tham ma cha vi su khang se ti as nin lo ke pa ram hi cha tham mang cha về su cha ri tằng na nằng đúc cha ri tằng cha về tham ma cha về su khang se ti as niên lô kê pha rầm hi cha tham mang cha về su cha ri tằng na nằng đúc cha ri tằng cha về tham ma cha về su khang se ti as niên lô kê pha rầm hi cha tham mang cha về su cha vi tăng na năng đúc cha vi tăng cha về tham ma cha vi su căn sê tê a nim lô kê pha gầm hi cha hãy khéo sống chánh hạnh chớ sống theo tà hạnh người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 169. Cảm ơn cô Hình Kiểm và cô Mít Trà đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà có đọc gì sai con xin trong đọc chỉ sửa cho con biết cho con sửa. Và con dùm mít cho người khác không biết ai nữa. Chắc nhân phạm ai không cái nhìn không được á. Dạ xin mời quý vị kế tiếp và con xin cảm ơn cô Nhân Phạm đã cho bông qua nữa mà không xin gì hết ráo trời à. Và con chúc xin con chúc tất cả quý vị trong đạo tràng được một ngày an vui và may mắn. Con xin dừng mic lại ạ. Dạ, sa thú cô Kim ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Thăng Mai ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tiên nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Con xin ôn bài câu pháp cú 169 ạ. Tham mang cha rê su cha ri tăng na năng đu cha ri tăng cha rê tham ma cha rê su ham se ti as ninh lô kê pa ram hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2 ạ. Tham cha rê su cha ri tăng na năng đu cha ri tăng cha rê. Tham trường âm nhấn. Tham trường âm nhấn nguyên âm. Cha đoạn âm. Rê trường âm thông thường. Su cha ri đoạn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đúc trường âm nhấn. Chá rí hai đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá đoạn âm rê đoạn âm rê trường âm thông thường. Thăm trường âm nhấn. Má đoạn âm chá rí hai trường âm thông thường. Sú, đâm, khăng,
âm đọc theo giọng nguyên âm. C trường âm thông thường. Tý đoạn âm. Át trường âm nhấn. Minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Lô trường âm thông thường. Kê trường âm thông thường. Á đoạn âm. Răm trường âm đọc theo giọng âm. Hí chá hai đoạn âm. Dạ con xin kệ câu 169 ạ. Thăng mang cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê thăng ma cha ri su khăng se ti as minh lô kê pa râm hi cha. Dạ con đã ôn bài xong câu pháp cú ạ. Con xin mời cô Hạnh Kiểm ạ. Alo. Sư Kim Quang Sư Nhung Phạm mời Sư Thành Kiến Nhung Quang lên hả? Đó, Sư Mới Ta cũng nghe rõ chữ râm hi cha. Chữ râm này đọc như thế nào đây? Asmin lo ke ba ram hi cha. Chữ râm này mà lại đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà. Alo, xin Nhung Phạm. Chỗ này chữ râm. Chiếc máy ta đưa lên chữ râm. Nó là một trường âm nhấn chứ không phải là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Asmin lo ke ba ram hi cha. Đây là một trường âm nhấn ha. Chỗ này không biết suy nghĩ cái gì rồi mà nó là trường âm nhấn mà lại gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi chỉ có sai chừng đó thôi, nhưng mà chứng tỏ xin Nhung Phạm cũng tiến bộ rất nhiều. Lúc này chậm rãi chững chạc rõ ràng, đó là một trường hợp mà vượt lên chính mình. Xa thủ, xa thủ. Rồi Sĩ Nhung Phạm mời Sĩ Thành Kiểm. Sĩ Thành Kiểm có trước máy không? Rồi xin mời. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ. Dạ xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Cảm ơn Nhung Phạm. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú 19. Mằng chắc đề su cha đi tặng na tặng đức cha đi tặng cha đề thầm mây chàng sĩ tế an mình về bác đầm hi cha. Mằng cha đề su cha đi tặng na tặng đức cha đi tặng cha đề thầm ma cha đi su khang si ti át mình lô kê bát đầm hi cha. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, số chá rí ba đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, chá rí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, thầm măng chá đề su chá đi tăng na tăng đúc chá đi tăng chá đề. Con xin phân tích tiếp câu 2, 3, câu 4. Thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, cha đi hai trường âm thông thường, số đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c trường âm thông thường, tý đoạn âm, áp trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, râm trường âm nhấn, hí chá hai đoạn âm, thầm ma cha đi su khẳng si ti át mình lô kê ba trầm hi cha.
Dạ con đọc lại nguyên bài. Thầm măng cha đề su cha đi tăng na tăng đức cha đi tăng cha đề thầm ma cha đàm hi cha thầm măng cha đề su cha đi tăng na tăng đức cha đi tăng cha đề thầm ma cha đề xuất hằng se tê át miễn lô kê ba đàm hi cha. Dạ thầy có cuộc gọi. Dạ con xin kể lại. Dạ đạo tràng con chưa? Dạ alo. Dạ 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 con xin kể lại. Tham ma đê su cha na tăng đục cha đi tăng cha đề tham ma cha đi tham ma ti su khang se ti at min lo ke ba đầm hi cha tham mang cha đi su cha đi tăng na tăng đục cha đi tăng cha đề tham ma cha đi su tham ma cha đi su khang se ti at min lo ke ba đầm hi cha hãy khéo sống chánh hạnh theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc phân tích và kể xong. Dạ con có chỗ nào quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu sửa sai cho con ạ. Dạ con xin đầu tràng. Alo, thành phân tích rồi kể thì rất là hay, nhưng mà câu số 2 nạ năng đúc cha ri tầng cha rề, câu số 2 ha, chữ nạ năng, chữ năng phân tích rất là rõ ràng chính xác, đó là chữ năng. Nhưng mà tại sao khi đọc là na tăng đúc cha ri tăng cha rề, chữ năng tại sao đọc là tăng? Mà nhiều lần đọc đó là chữ tăng chứ không phải là chữ năng. Và phân tích thì phân tích năng sao bị phân tâm. Có một cuộc gọi điện thoại ha, rồi người ta uống cà phê ta la lố không sòm ha, thấy là uống cà phê ngon quá, rửa liếc qua chi thèm, đọc chữ này sai, chữ năng đàng hoàng, đọc chữ tăng, khổ quá. Rồi mời vị khác. Alo, Huynh Hạnh Pháp đâu rồi? Vô trẻ phải đưa tay trình diện chứ, Huynh Hạnh Pháp vô trẻ mà còn ngồi im ru gì ta. Alo, Huynh Hạnh Pháp. Trời ơi, phải đăng nỉ mới chịu lên, khổ thiệt. Dạ con tên lễ sư Chí Đức. Dạ quý sư quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Vô trẻ con cũng mong mơ mà dạ sau đây con xin đọc bài kinh Phật Cú 169 ạ. Tham mang cha rê su ca ri tăng năng năng dukkha tăng cha rê tham ma cha rê su khang se ti as min lo ke pa ram hi cha. Tham mang cha rê su ca ri tăng năng năng dukkha tăng cha rê tham ma cha rê su khang se ti
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Hello? Dạ, dạ trong lúc chờ đợi Sittina quay lại, con có thể xin đơn phép đọc bài trước. Dạ, dạ con xin phép đọc câu pháp cú số 169 ngày hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 169. Dạ, con cảm ơn Xích Nhung Phạm và sư đã post bài. Tham mang cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re. Tham ma cha ri su khang se thi as minh lo ke pa ram hi cha. Tham mang cha re su cha ri tăng na năng đúc chari tăng chare ma chari su khang se ti as ming lo ke param hi cha. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tham mang chare su chari tăng na năng đúc chari tăng chare. Tham là trường âm nhấn, mang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá bản âm, re
là trường âm thông thường, su, chá, rí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, chá, rí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, thầm măng cha rê su cha ri tăng na năng cha rê. Số 4, thầm ma cha ri se ti as ming lo ke pa ram hi cha. Thầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha ri là hai trường âm thông, sú khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c là trường âm thông thường, as là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm. Tham ma cha ri su khăn se ti as ming lo ke pa ram hi cha. Dạ con xin đọc lại ạ. Tham mang cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re. Tham ma cha ri su khăn se ti as ming lo ke pa ram hi cha. Hãy sống khó, hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người sống, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tham mang cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re. Tham ma cha ri su khang se ti as minh lô kê pa ram hi cha. Tham mang cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re. Tham ma cha ri su khang se ti as minh lô kê ba ram hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin mời Sức Tina lên tiếp theo trở lại ạ. Dạ, con xin cảm ơn sư và đạo tràng. Dạ, sa thứ, cảm ơn anh Huynh Giang Nhật hả? Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Công Pháp Cú số 169 ạ. Tham mang cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re. Tham ma cha ri su căng se ti as min lo ke pa ram hi cha. Con xin phân tích câu 1 và 2. Tham mang cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re. Tham trường âm nhẫn, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, sú đoạn âm, chá đoạn âm, rí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, năng âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhẫn, chá đoạn âm, rí đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường. Thầm măng chá rê su chá rí tăng ná năng đúc chá rí tăng chá rê. Câu 3 và 4. Tham ma cha ri su khăn se ti as min lo ke pa ram hi cha. Tham trường âm nhẫn, ná đoạn âm, cha trường âm thông thường, ri trường âm thông thường, su đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khăn sân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xem thông thường tí âm, as trường âm nhấn, minh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô trường âm thông thường, kê trường âm thông thường, phá đoạn âm, trường âm nhấn, hí đoạn âm, chá. Thầm mắt chá ri
tăng xê thi ác minh lô hi chá tham măng chá rê sư năng đúc khá rị tăng chá rê tham mạ chá rê sư khăng xê thi ác minh lô kê phát răng hi chá. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tham măng cha rê su cha ri tăng na năng đúng kha cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su căng se ti asmin lo ke parang hi cha tham măng cha rê su cha ri tăng na năng đúng cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su căng se ti asmin lo ke parang hi cha. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính tri ân ngài và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính hành lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính hành lễ ngài Trí Đức Con Cư Phụ Pháp Tăng, sư Phúc Thạnh, sư Phúc Giang và quý sư Hiện. Con kính lễ quý bà, quý cô Túc. Con kính lễ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, ơn cô Mết Ta, con xin hẹn kiểm, xin nhung phạm và nghe tiếng xin đọc bài câu pháp cú 169. Tham măng cha rê su cha ri tăng na măng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khang se ti át minh lô kê ba ram hi cha tham măng cha rê su cha ri tăng na măng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khang se ti át minh lô kê ba ram hi cha. Dạ, con xin phân tích câu một và câu hai. Tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đàn âm, rê là trường âm thông thường, sú, chá, rí là ba đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, chá, rí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là tám âm, dê, rê là trường âm thông thường. Tham măng cha rê su cha ri tăng na măng đúc cha ri tăng cha rê. Câu 3 và câu 4. Tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha ri là hai trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xê là trường âm thông thường, là đoạn ác là trường âm nhấn, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, giam âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm. Dạ, con xin đọc phép đọc lại toàn bài. Tham măng cha rê su cha ri tăng na măng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su su khang se ti át minh lô kê ba ram hi cha. Hãy khéo chống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Ý là của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin kệ ạ. Tham măng cha rê su cha ri tăng na măng đúc cha ri tăng
cha re tham ma cha ri su khang se ti at minh lo ca ba ram hi cha tham mang cha re su cha ri tang na mang nuk cha ri tang cha re Thammachari sukhang se ti Atmin loke barami cha. Dạ con đã đọc xong. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Con đã đọc xong. Con còn chỉnh sửa cho con và rất là trà sửa cho con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp. Alo, 123-123, mình chào cho tôi nữ Phúc Hạnh, mình vừa đến với Pháp Hội. Chắc là chưa thấy bài vở cho nên cô tôi nữ Phúc Hạnh chưa đưa tay ha. Rồi, mời cô tôi nữ Phúc Hạnh. Alo, xa thủ. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Pha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng. Đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, mến chào Đạo Tràng. Dạ, con kính tri ân Ngài bốt bài cho con đọc. Mơn nhung tạp đọc cho biết tín hiệu ạ. Con xin đọc câu pháp cú số 169 ạ. Tham mang cha re su cha ri tăng na năng cha ri tham ma cha ri su khang sa ti at min lo ke ba ram tham mang cha re su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha re thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, xú là đoạn, xú chá là hai đoạn âm, xú chá rí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná năng, ná là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, chá rí là hai đoạn âm, tăng là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Thâm măng chá rê su chá rí tăng na năng đúc chá rí tăng chá rê. Câu 3 và câu 4 ạ. Thâm má chá rí su khăn xê tí át minh lô kê bá râm hí chá. Thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha ri là hai trường âm thông thường, sú là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, át là trường âm nhấn, min là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lô kê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, hí chá là hai đoạn âm. Tham ma cha ri su khăn se ti át min lo ke ba ram hi cha. Đọc lại nguyên bài. Tham mang cha ri su cha na na
tăng cha rê tham su lô kê nếu sống chánh hạnh chế theo bạn người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau kể. Tham mang cha rê su cha rê tăng na năng du cha rê tăng cha rê tham ma cha rê su khang se ti at min lo ke param hi cha. Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Alo, 123, 123. Dòng đọc của cô thư nữ Di Hạnh, Phúc Hạnh. Rất nhiều người cứ như thằng Hoa ha. Sư Quang Thanh, Sư Nhung Phạm, Sư Thanh Kiểm, xà thủ, xà thủ. Quý vị có thấy cô thư nữ Phúc Hạnh đọc sao chỗ nào không? Phân tích chứ không phải là đọc sai, đọc về đúng kệ thì cũng hay, nhưng mà sai chỗ nào? Alo, khi mà cô tu nữ Phúc Hạnh phân tích trường âm đoạn âm thì có chỗ nào sai? Cô tu nghe hay quá rồi không chú ý hả? Cô tôi nữ thành bị phân tâm, cái máy nó nghe rụt rẹt á, không biết là bị thế nào đó, nhưng mà cái máy nó không được ổn. Tuy nhiên câu số 2, na năng đúc cha ri tăng cha rê, trong trường âm á thì đúc cha ri tăng, chữ tăng này á cô tu nữ Phúc Hạnh cho rằng đó là trường âm thông thường. Khổ đéo quá. Đúc cha ri tăng, chi tăng này là một dọc theo dòng nguyên âm. Hai trường âm, trường âm thông thường nó nằm ở sau chữ rê. Trước này á là chữ tăng là trường âm đọc theo dòng nguyên âm chứ không phải là trường âm thông thường. Đó, quý vị nghe rồi có một sự nhận định. Chứ bây giờ phong nhật thì khi nãy á cô tu nữ Phúc Hạnh nói rằng đúc cái chữ tăng, chữ tăng này á là trường âm thông thường, mà thật sự nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa thủ, cô tu nữ Phúc Hạnh. Như vậy là chúng ta chấm dứt cái phần đọc phân tích trường âm, đoạn âm cũng như trong giọng kệ. Chích Mê Ta là người khởi xướng đầu tiên ha. Rồi Chích Kim, Chích Nhung Phạm, Chích Hạnh Kiểm, Quynh Hạnh Pháp, Quynh Dân Nhật Hà, Chích Vy Na, Chích Quang Thanh và Chích Phúc Hạnh, Cô Tư Mỹ Phúc Hạnh. Vị nào cũng có giọng đọc hay nhé. Vậy có cá nhân hôm nay quý thông cảm ha. Chích Tà Man đừng cười cái nào dục hoài vậy, chạy vô chạy ra. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cho vấn đề tìm hiểu ý nghĩa của tự vận. Câu Phật ngôn này và câu Phật ngôn 168 giống như nhau, khác một vài từ. Nhưng mà trước khi đi vào tự vận thì xin phép được đọc lại một lần ha. Tham mang cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha rê su khang se ti asmin lo ke ba ram hi cha.
Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai: tâm mang cha rề su cha ri tăng năng đúc cha ri tăng cha rề tham ma cha rì su cần se ti as min lô kê ba rầm hi cha. Và bây giờ qua dòng kệ thì chúng ta cố gắng đọc lần hai câu ha. Tham mang cha rề su cha ri tăng năng đúc cha ri tăng cha rề tham ma cha rì su thân sê ti a mi lô kê ba râm hi cha. Hãy theo sống chân hạnh, chớ sống theo tà hạnh, về chân hạnh hướng lạc cả đời này đời sau. Hôm nay quý vị thấy phần kinh cũng thay đổi mà giọng kệ cũng đổi mới nữa ha, quý vị thông cảm ha. Cái này hôm nay có giọng kệ hay hơn. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa từ vựng tham mang cha rề su cha ri tăng. Tham mang cha rề su cha ri tăng thì tham mang, quý vị biết do từ tham ma, nó là một danh từ nam tính. Akran tập trung nhìn ra, và chỉ tham ma này được ghi từ đối cách số ít của tự gia vì pháp tự gia có quá trình á. Cho nên tham ma biến thành tham mang. Tham mang là pháp ha. Tham mang là pháp. Rồi chữ cha rê, chữ cha rê, cha rê do cái động từ cha rê tí. Cha rê ở đây là một động từ số ít, có nghĩa là nên thực hành, nên sống, nên hành động. Nên thực hành, nên sống, nên hành động. Rồi su cha rê tăng, chúng ta thấy tiếp đường ngữ xú ở phía trước có nghĩa là tốt, khéo léo, đẹp. Cha rì tăng do từ cha rì ta, một cái dạng quá khứ phân từ đã được thực hành. Vậy thì có chữ xú ở trước, xú cha rì tăng được thực hành một cách tốt đẹp, được thực hành một cách tốt đẹp. Vậy thì cái câu đầu tiên này, tham mang cha rê su cha ri tăng, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. À, câu đầu ha, là nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Thì Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch rễ khéo sống chánh hạnh, khéo sống chánh hạnh. Rồi câu số 2. Na năng đúc cha ri tăng cha rề, na năng đúc cha ri tăng cha rề. Chữ na có nghĩa là không. Chữ năng có nghĩa là việc ấy. À, có chỗ viết là na tăng. Ở đây ná năng, chỉ năng và chỉ tăng đều là những đại từ, đều là những đại từ nam tính. Thì khi nãy có quý vị đọc chữ tăng cũng đúng chứ không phải là sai. Do sách vở, quý vị nhìn bộ sách vở đọc chữ tăng, nhưng mà ở trên bài học của chúng ta là chữ năng. Thì chữ tăng và chữ năng đều có ý nghĩa là việc ấy, người ấy. Đúc cha rì tăng thì chỉ đủ phía trước là xấu ác, cha rì tăng là đã được thực hành. Như vậy thì đúc cha rì tăng có nghĩa là thực hành một cách sai trái, hay là người ta còn gọi là hành động xấu ác,
tà hạnh, hành động xấu ác tà hạnh. Và cái chữ cha rê ở phía sau. Chữ cha rê có nghĩa là nên thực hành, nên sống, nên hành động. Đây thì câu số 2 này có ý năng đúc cha rị tâm cha rê, không nên thực hành việc ấy một cách sai trái. Không nên thực hành việc ấy một cách sai trái. Mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã dịch rất là ngắn gọn: chớ sống theo tà hạnh. Rất là ngắn gọn ha. Bây giờ câu số 3, thăm Machari Sukhang Se Ti. Thăm Machari do hai từ thăm á và chữ chari. Thăm á là giáo pháp, là chân lý, là chân chánh. Còn chữ chari là sự thực hành, việc sinh sống hay là hành động. Tamachari là người có sự thực hành pháp, người có sự thực hành pháp gọi là Tamachari. Rồi chỉ xuất khăn xề tí, chỉ xuất khăn có nghĩa là an lạc, xuất khăn là an lạc, xề tí động từ này có nghĩa là ngủ nằm, ngủ nằm trong sự an lạc. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng coi như an trú ở trong pháp. Người có sự thực hành pháp, người có sự thực hành an lạc trong pháp. Thì Ngài Hòa Thượng là dịch ra người chánh hành hưởng lạc. Và câu cuối cùng, Asmin Loke Bhagam Hicca. Có nghĩa là từ ý đăng, là nơi khác. Thì ở đây và nơi khác có nghĩa là trong đời này và trong đời sau, do từ para được chia ra định sơ cách suối, tức là định sẽ các suối, có nghĩa là sát tầm ý vì phát tí ê cháu quá trình ha. Phát ra biến thành phát râm thí trong đời này và trong đời sau. Thì chá đó có nghĩa là và lô kê là thế gian, thế gian này và thế gian sau. Vậy thì câu Phật ngôn 169 cho chúng ta ý nghĩa nên thực hành pháp một cách tốt đẹp, không nên thực hành việc ấy một cách sai trái. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Nên thực hành pháp một cách tốt đẹp, không nên thực hành việc ấy một cách sai trái. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Ngài Hòa Thượng và Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: có người khất sĩ trang nghiêm, thiền định chánh hạnh, lắng yên tục trần, những ly tà hạnh ác nhân, sống đời an lạc, đời gần, đời xa. Có người khất sĩ trang nghiêm, thiền định chánh hạnh, lắng yên tục trần, những ly tà hạnh ác nhân, sống đời an lạc, đời gần, đời xa. Và đạo để cho theo lối ngũ ngôn, hãy khéo sống chánh hạnh đạt cả đời này, đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, khéo sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này, đời sau. Rồi trong phần tự vấn chúng tôi cũng đã trình bày xong. Bây giờ qua cái phần duyên sự
của hai câu Phật ngôn này. Câu Phật ngôn 168 và câu Phật ngôn 169. Khi mà Đức Phật Ngài thuyết ra câu Phật ngôn này thì tại cái tỉnh xá tên là Nirodha. Nirodha với cả cây bàn ha. Để đề cập về Đức Vua Suddhodana. Rồi bây giờ quý vị viết dùm cho hai cái tên này: tỉnh xá Nirodha và tên của Đức Vua Suddhodana. Khi mà chúng ta viết, chúng ta sẽ nhớ hai nhân vật này trong câu Phật ngôn 168 và 169. Ai viết đúng nè? Alo, alo, ai viết đúng? Nirodha, rồi, sa thú, huynh Giang Nhật Hà. Nirodha Rama, ô, cũng đúng luôn. Nirodha Rama thì phải gọi là chùa Nirodha, chùa cây bàn. Còn Nirodha Quý Hà thì chúng ta hiểu đó là tịnh xá Nirodha. Rồi Suddhodana, ô, ai biết cũng đúng hết, ai biết cũng đúng hết, xà thủ xà thủ. Đọc lên mà viết được như vậy là quý vị tuyệt vời. Đọc và viết đúng vậy là chính xác. Sau khi mà Đức Bồ Tát thành đạo, chứng đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật ngự về thành Cách Tỳ La Huệ lần đầu tiên để tế độ quyến thuộc. Gia quyến đã tiếp đãi Ngài một cách trọng hậu, cúng dường để Đức Phật và chư thánh tăng tại tịnh xá Nirodha. Nhưng mà không phải là khi mà thành đạo xong á, thành Phật là Đức Phật về tế độ quyến thuộc liền, không có đâu. Nên là có tất cả 9 phái đoàn đi qua thỉnh Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ. Và 9 phái đoàn đó, mỗi phái đoàn là 1.000 người, 1.000 người qua thỉnh Đức Phật trở về tế độ quyến thuộc. Nhưng mà cả phái đoàn đi qua gặp Đức Phật thuyết pháp, nghe xong quan nghĩ nghĩa là từ tướng, từ quan, rồi từ lính đều xuất gia hết, tất cả là 9.000 người. Nhưng mà 9 phái đoàn đó thỉnh Đức Phật cũng chưa về. Tới khi mà Đức Phật cảm thấy rằng đủ nhân duyên thì Ngài mới nhận lời, Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ. Trong cái buổi tiếp đón Đức Phật thì Ngài đã thị hiện về thần thông. Ngài đi kinh hành trên hư không và thuyết pháp thoại để diệt cái lòng ngã mạn thái quá của dòng Sakya. Các thân bằng quyến thuộc của Ngài và ngay cả Đức Vua Suddhodana cũng đánh lễ Ngài. Một trận mưa màu đỏ rơi xuống trong cái buổi trùng phùng đó. Người nào muốn ướt thì ướt, người nào muốn ướt thì thối. Chẳng có một giọt nước mưa nào chạm về vào mình. Tại sao có cái trường hợp này xảy ra? Quý vị biết rằng cái dòng 4 giai cấp thời kỳ đó, tức là Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Thương Gia và Nô Lệ, thì trong 4 giai cấp này là sống với nhau, 2 giai cấp trên Bà La Môn và Vua Chúa còn có thể trúng đụng lẫn nhau, có thể gần gũi lẫn nhau. Còn Thương Gia và Nô Lệ là 2 giai cấp cuối. Khi đi ra đường mà gặp giai cấp Sắc Đế Lị hay là Bà La Môn đều phải né,
phải né. Thì như vậy cái vấn đề phân chia giai cấp thời kỳ đó nó làm cho con người chấp vào cái giai cấp đó, cho mình quyền quý cao sang. Và khi Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ đi với Chư Tăng rất là đông. Lúc này Tăng thì Đức Phật đi cùng Ai Mu Chư Tăng về thành Ca Tỳ La Vệ. Nãy giờ nhẩm ha. Rồi quên rồi. Hai muôn Chư Tăng về thành Ca Tỳ La Vệ ha. Nhưng mà trong cái dòng sắc giá cho rằng Đức Phật với cái vai vẻ vậy thì để những người nhỏ tuổi ra chào hỏi cung kính lễ bái, còn những cái người lớn tuổi họ bỏ đi chỗ khác, bởi vì họ nghĩ rằng mình vai vế lớn mà mình phải đi tiếp đón một người vai vế nhỏ hơn mình. Và thế là cái sự ngã mạn về dòng dõi quyền uy đã làm cho những cái người này phát sinh những cái tâm ngã mạn, cho rằng Đức Phật vai vế nhỏ hơn mình không nên chào đón, mà những cái người vai vế nhỏ hơn Đức Phật á thì ra chào đón Đức Phật. Với sự ngã mạn đó thì làm sao để mà giải quyết đây? Đức Phật phải thị hiện thần thông, một cái cầu vồng, một cái cầu vồng hiện ra do thần thông của Ngài. Và Ngài thuyết pháp để diệt cái tâm ngã mạn của dòng họ Sakya. Trong khi thuyết pháp như vậy thì cái anh chàng nào, cái vị vua nào trong dòng họ Thích Ca, những cái người lớn tuổi với cái tâm ngã mạn á, thì quý vị biết rằng những cái hạt bụi dưới chân của Đức Phật nó rơi xuống trên đầu của những kẻ đó. Một cái điều hữu, người nào mà có một cái sự tôn kính thì không có bụi rơi vào đầu, hoặc nước mưa nó rơi xuống, mà một cái trận mưa màu đỏ nó rớt xuống từ nơi thân hình của Đức Phật mà nó rớt xuống cái đầu của những người đó. Và trong một bài kinh chúng ta thấy rằng Uttamang ghe na quan đề hằng ba đá băng sung, ba đá băng sung là những cái hạt bụi dưới chân của Đức Phật nó rớt xuống trên đầu của những kẻ ngã mạn. Cho nên ai là người đầu tiên coi như dẹp bỏ cái sự ngã mạn đó chính là vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn thấy một sự hy hữu như vậy, rất là khâm phục, rất là tôn kính, quỳ xuống đảnh lễ. Mà đã là vua của một nước mà quỳ xuống đảnh lễ thì cả trong dòng họ Sakya cũng quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và khi đảnh lễ như vậy thì coi như chẳng có một giọt bụi nào, chẳng có một giọt mưa nào nó chạm vào mình, nó rớt xuống chúng mình. Đó là một điều hi hữu. Cho nên khi chúng ta đọc bài Sám Hối Phật Báo, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tâm bằng ghê la quan đề hằng ba đáp bằng sùng quán tập bằng bút thề vô khá lì tô đô sô bút hồ tham ma tụ tăng ma mằng. Đa bài kinh đó đã xuất hiện trong cái thời gian mà Đức Phật về độ dòng họ Sakya. Và gia tộc của Sakya bàn luận về cái điều vi diệu của trận mưa, những cái hạt bụi nơi chân của Đức Phật. Đức Phật nói rằng không phải trong kiếp này
trong quá khứ cũng có một cái trận mưa nó rớt xuống trên gia tộc của Như Lai khi mà Như Lai đoạt quyền, và Đức Phật đã giải thích về cái Thích Bổn Sanh Quyết Sanh Tà Ra, một câu chuyện rất là dài. Mà thường thường trong nửa tháng ra thì các chùa, nhất là mấy chùa Khmer miền Tây, hay tụng đọc về cái Thích Bổn Sanh Quyết Sanh Tà Ra này. Và trong Túc Sanh Truyện này có những cái đoạn rất là nói lên cái tình gia tộc, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nói lên một cái sự chia ly, một cái vấn đề thời kỳ mà Đức Bồ Tát bố thí vợ là hoàng hậu, rồi hai đứa con là hoàng tử Canh Ha và công chúa Cha Ly, hoàng hậu Maitri, một cái sự rất là cảm động khi bố thí cho ông Bà La Môn Chu Trà Cá. Mà ông này là một kẻ mà đi ăn xin, thế mà khi cột tay của hoàng hậu, cột tay của hai công chúa và hoàng tử, rồi dùng roi đánh đập trước mặt của Đức Bồ Tát của Sanh Tà Ra, thì chúng ta thấy những cảnh đau lòng, vợ con chia ly do cái hành bố thí để bố túc Ba La Mật. Rồi cái của còn đọc thấy cũng hoan hỷ khi nghe pháp thoại, và nhất là Đức Vua đã chứng đắc thanh quả Tu Đà Hoàn. Rồi vào trong hoàng cung thọ thực xong thì Đức Vua hoan hỷ với tiền sự mình làm, quên thỉnh Đức Phật ngày mai đi vào thành để mà thất thực. Bởi vì Đức Vua và triều thần ý rằng đây là dòng họ Sắc Gia, đây là đất nước của cái thành Ca Tỳ La Vệ mà Đức Vua Xuất Thô Đàn Á là một bậc thống trị, thì đây là con của ta, thì bà đến hoàng cung chứ không thể nào mà thọ được cả đây nhà. Và thân tộc của Đức Vua Xuất Thô Đàn Á cũng cùng một chung ý nghĩ, đây là đất nước của Đức Phật Vua Tà Mạ, cho nên họ ra về mà không thỉnh Đức Phật ngày mai vào hoàng cung để mà thọ thực. Nhưng mà họ lại sắp đặt những vật thực thượng vị như cơm, cháo, những cái đồ ăn ngon lành để dâng cúng Đức Phật cùng với hai muôn chư tăng, sửa soạn chỗ ngồi cho tăng chúng ở nơi hoàng cung. Rồi vào buổi sáng hôm đó, Đức Thế Tôn tự tay cầm y bát đi vào cánh thành Kapila Quát Thú khắc thực. Theo sau này là hai muôn tăng chúng, bây giờ quậy là lâu không dành nhờ chút. Người ăn mà chưa lại, quý vị thông cảm ha. Rồi khi mà buổi sáng thức dậy, Đức Phật quán coi chư Phật quá khứ khi mà đi về với thân tộc có đi khất thực ngay nhà của thân tộc hay không, hay là đi khất thực theo tuần tự từng nhà một. Và ngài thấy rằng chư Phật quá khứ khất thực theo tuần tự thứ lớp. Thế là Đức Phật ngự đến cái căn nhà đầu tiên. Dân ở trong thành Ca Tỳ La Vệ náo động. Thái tử Siddhartha đi ăn xin. Các cung nữ được tin này trình lên hoàng hậu Yasodhara là mẹ của thái tử Rahula. Công nương Yasodhara nghe tin sát năng đó chạy đi báo lại cho Đức Vua Suddhodana biết.
Đức vua Xuất Thô Đà Na hối hả chạy ra ngoài cổng hoàng cung đến lãnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: Con ơi, vì sao con lại làm cho cha mất mặt như thế? Con đi ăn xin như thế này đã làm tổn hại đến cha vô cùng. Con không nên làm như thế. Con hãy gửi lấy kiệu vàng đi tuần du hoàng thành mới thích hơn. Ngài Thế Tử con, vì sao con lại làm mất mặt của cha? Này Đại Vương, Như Lai không có làm cho ngài mất mặt đâu. Như Lai đang hành theo phận sự của dòng này con. Sự đi ăn xin sống là dòng dõi của sắc đế lị hay sao? Này Đại Vương, dòng vua như ngài nhưng mà lại về dòng dõi của Như Lai. Dòng dõi Như Lai là dòng dõi chư Phật, chư Phật quá khứ hằng nuôi mạng bằng cách đi khất thực. Và Đức Phật nói lên câu Phật ngôn 168-169: nỗ lực không phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Và câu Phật ngôn 169: hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Và đấy, không nên dễ vui phóng dật khi mà đứng trì bình trước mặt người ta, trước cửa nhà người ta. Hãy trang nghiêm về chánh hạnh ấy. Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ được an vui ở đời này và trong thế giới sắp tới. Đấy có Phật ngôn 169: hãy trang nghiêm hành chánh hạnh ấy, không dễ vui phóng dật. Người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ sống an vui ở thế gian này và trong thế giới sắp tới. Và khi hai câu Phật ngôn này chấm dứt thì Đức Vua Xuất Thô Đà Na đã chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Do sự này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật trì bình phía ngoại thành theo gương chư Phật vẫn thường hành, phụ vương ngài thấy không quan hỷ. Bởi chấp ta dòng vua chúa sân phá chấp theo tà kiến thế gian, độ vua đắc quả Tu Đà Hoàn. Phật ngàn đứng thứ hai bài kệ khen pháp kỳ bình chánh hạnh toàn. Alo, quý vị còn nghe không? 1, 2, 3 rồi im ru à, thôi. Còn nghe hả? Nhưng mà tới đây hết rồi, còn nghe gì nữa? Rồi, khi mà nghe như vậy rồi, ý kiến quý vị nghĩ sao? Rồi, bây giờ giao cho quý vị ha. Cái này coi như khai tiếng rồi. Chắc là cũng xàm nhiều quá, tắm nhiều quá cho nên khai tiếng. Quý vị thông cảm ha. Rồi bây giờ nhường cho quý vị cho tới khi hết giờ luôn. Rồi quý vị nghe hai câu Phật ngôn này duyên sự hay không? Hay thì phải có ý kiến nhé. Rồi bây giờ Sĩ Kha là người đi vô thể nè, bà chấp bà nhán nè, nghe không được rõ, chắc chắn là có nhiều sự thắc mắc. Rồi mời Sĩ Kha, rồi cho xin bài á. Rồi xin ngài cho liền chứ có gì đâu, chuyện nhỏ. Rồi đọc cho kỹ nghe rồi có ý kiến. Mời Sĩ Kha. Trời ơi, còn mất cỡ gì không chịu đưa tay vô rồi. Còn câu giờ nữa, khổ quá. Bây giờ đọc trước đi, đọc trước đi rồi có ý kiến thế nào. Tại sao gọi là hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống tê tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Thế bây giờ thắc mắc chánh tà hạnh là gì cũng được quá chứ. Rồi đưa bàn tay lên mà cũng chịu nói nữa. Rồi xin mời.
Dạ, Nam Mô Bụt Đà Dạ, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sang Khà Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cho con biết tín hiệu. Dạ, con vô trải Ngài kéo con đi lên chứ không biết gì đâu nói. Rồi, dạ, con xin đọc bài trước như vậy. Tham măng cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăn xê tí as mình lô kê ba râm hí cha. Dạ, đọc lại. Tham măng cha rê su cha ri tăng na năng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăn si tí as min lô kề ba rầm hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Dạ, con mới vô con cũng không có biết chi gì, con cũng nghe duyên sự cũng chưa rõ ràng, nhưng mà nếu mà Ngài hỏi con là giờ chánh hạnh là gì mà tà hạnh là gì thì con chào mít lại, như đó là câu hỏi của con cũng sẽ hỏi y chang như vậy. Dạ, con kính mời đạo tràng, ai mà biết thì cho con biết, cái hiểu của con nó cũng hạn chế, thì con cũng nghĩ là chánh hạnh thì trong bát chánh đạo mà tà hạnh là những gì ngoài bát chánh đạo, thì con chỉ có ngoài ra các chánh đạo nó không đưa đến giải thoát thì chính là tà hạnh rồi. Dạ, vậy con trao mic lại cho đạo tràng nha. Thiệt thà câu giờ rồi tưởng rằng trả lời hoặc là nêu những câu hỏi hoặc là trong cái duyên sự này có nhiều vấn đề phải giải quyết, ai ngờ nó chưa chắc quá. Chánh hạnh là sống theo bát chánh đạo mà tà hạnh là làm không đúng theo bát chánh đạo, chuyện đó rõ ràng quá. Tại sao ở đây bây giờ hỏi Sư Thà, tại sao ở đây Đức Vua Tịnh Phạn nói rằng đây là vương quốc của con, đây là cái tài sản của con, đây là tất cả trong cái kinh thành này, con phải ngồi trên kiệu vàng, tại sao phải đi ăn xin như vậy? Thì bây giờ Sư Thà trả lời sao? Sư Thà nghĩ sao? Đức Vua Tịnh Phạn nói với Đức Phật phải ngồi kiệu vàng để thần dân tung hô, hay là muốn gì được nấy, tại sao phải đi ăn xin? Mà ăn xin là cái trường hợp đó là cái giai cấp chiên đại la, cái giai cấp bần cùng của xã hội, tại sao phải làm như vậy? Rồi, thấy bằng tay kiểu này là thấy giác ngộ rồi nè. Dạ, Nam Mô Bố Thầy. Dạ, hồi nãy Ngài cũng có con nghe được cho duyên sự cuối cùng Ngài nói, thì Ngài nói là do Đức Phật cũng giải thích với Vua Tịnh Phạn rằng là chư Phật ba đời thì luôn luôn có cái hạnh là đi khất thực, thì ở đây Ngài Bồn muốn nêu ra một cái vấn đề cho Vua Tịnh Phạn nhìn nhận ra rằng Ngài không còn là vua nữa mà Ngài là Phật, mà chư Phật thì và phải đi khất thực, coi như có gì ăn cái đó, vật thực chỉ có nuôi cái mạng sống, và như vậy thì không có đưa ra cái đề cao là không phải là để hưởng lạc thú, mà đây là cái tinh thần của một cái vị tỳ kheo khi xuất gia rồi là dục lạc bỏ bên ngoài, chỉ có vật thực nuôi đủ cái mạng sống thôi, thành ra phải đi khất thực. Và như vậy là cái hạnh của một vị tỳ kheo là như vậy, thì con chỉ hiểu như vậy thôi. Thưa Ngài ơi, con chào mít lại. Alo, Sức Hà trả lời như vậy thì Huynh Giang Nhật Hà nghĩ sao?
Alo, Quỳnh Giang Nhật Hà. Tại sao chát lên cực quá, đói bụng rồi. À, Quỳnh Giang Nhật Hà. À, nghĩ sao khi mà Sĩ Hà nói rằng Đức Phật phủ nhận dòng họ Sakya mà không chịu ngồi trên chiếc kiệu vàng để mà đi xin ăn như vậy? Sự trả lời của Sĩ Hà như vậy, Huynh Văn Nhật Hà nghĩ sao? Alo, Khai Ta Binh Phật đi. Huynh Văn Nhật Hà. Wow. À, nhất lùm ha, không chịu lên ha, lên thôi. Rồi, bây giờ tại sao trong cái vấn đề coi như lễ bái tam bảo lại có cái bài Út Tâm Mần về? Cái bài Út Tâm Mần quần đề hằng ba băng sùng, những cái bụi dưới gốc chân Đức Phật nó rớt lên trên đầu của những người ngã mạng. Cho nên là của Đức Phật một cái Phật lực ví dụ, thì họ lập đặt quỳ xuống lãnh lễ. Và cái bài kinh Út Tâm Mần về Na Hoàng Đề Hằng Bà Đá Bằng Sùng Qua Út Tâm Mần Bút Thề Dồ Cá Lý Tô Đồ Sô Bút Thô Sá Ma Tụ Tầng Mân Mần, thì cái bài đó xuất hiện, bài đó xuất hiện có ảnh hưởng gì khi mà Đức Phật về tế độ thân bằng quyến thuộc? Alo, cái bài kinh đó thấy nó có vẻ rời rạc quá ha. Có ăn nhầm gì đối với hai câu Phật ngôn này không? Cái trả lời dùng đi Giang Nhật Hà, đã mất tiêu rồi. Rồi, đạo tràng của chúng ta còn nhiều mà, thời gian cũng còn tới nửa tiếng nữa. Này khang tiếng mà còn nói cho nhiều nữa, nghe chàm ràm, nghe không được rõ mà nói nhiều nữa còn khổ đế nữa này. Rồi quý vị nghĩ sao? Đó, trời trời, khi mà than thở mới chịu đưa tay, khổ cái ông này quá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, con không biết. Dạ, con cảm ơn cô Kim. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, hôm nay con cũng buông lung quá, cũng không có hiểu rõ về cái duyên sự này. Nhưng mà theo những cái câu trước á, thì giống như nãy Xích Hà nói là không có hiểu về chánh hạnh, thì theo cái con hiểu từ những mấy câu trước á, thì là sống theo chánh hạnh là những cái bậc bốn cái bậc thánh, bậc diệu hạnh thanh văn thích, bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh dưới tòa Thế Tôn, là bốn đôi tám chúng, là bốn cái hạng thánh. Dạ, thì theo cái sự hiểu biết của con là mình nên sống theo những cái hạnh của những cái bậc thánh, tại vì mình phải những cái vị này thì luôn luôn người ta có những cái chánh niệm, cái niệm rất là vững vàng. Còn nếu mà mình đang cố gắng để mình lập những cái niệm thôi, còn nếu không á, là sẽ bị phóng dật liền. Mà một khi mà phóng dật thì nó sẽ
vướng vào những cái pháp hạ liệt thì sẽ đi vào cái ngũ dục, ham mê tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn mặc, ngủ nghỉ chẳng hạn, thì hoặc là những cái pháp thế gian nó sẽ quay cuồng mình liền, nó giật mình. Thì sống theo chánh hạnh là như vậy. Còn cái duyên sự của cái câu hôm nay á, thì Xích Hà hỏi con cũng không có trả lời được rõ, nhưng mà con thì con nghe cái duyên sự thì con rất là hoan hỷ theo cái ý của con. Con thấy là cái duyên sự là của cái câu này thì con hiểu theo cái là sau khi mà ngài được chứng được chánh đẳng giác thì là cái lần này là ngài quay về để nó nói lên một cái sự hiếu hạnh của một cái người con đối với người cha và cái gia đình và dòng họ. Thì con thấy giống như là cũng cái duyên sự này học nó cũng gần tới những cái tháng mùa hè năm nay, nó gần tới cái mùa Vu Lan báo hiếu, thì con tưởng thì là cái câu này con thấy cái hướng nó như vậy, nó giống như là ngài Đức Bổn Sư quay về để độ vua cha và dòng họ Thích Ca. Và cái câu mà sư nói là những cái bài mà mình hay sám hối á, thì là Uttamange na wande hang ba da bang sum, là con xin làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, thì là thể hiện lên một cái sự mình cung phục, mình cúi đầu xuống đảnh lễ những hạt bụi dưới chân Đức Phật, những cái sự sám hối, những cái lỗi lầm mà mình cố ý và vô ý mà ra. Thì con chỉ hiểu một chút như vậy thôi. Con có thiếu gì thì xin sư và đạo tràng có thể bổ sung thêm cho con. Cũng bận cho nên cũng có cầm mic được lâu, cho nên con có thể mời đạo tràng tiếp tục để cho ý kiến. Dạ, con xin nhấn biết là cho đạo tràng ạ. Dạ, xa thú. Xa thú Huỳnh Nha Nhật Hà cũng nêu ra nhiều cái ý rất là hay về hai câu Phật ngôn này. Qua ý kiến của Huỳnh Gia Nhật Hà, Chiếc Mê Ta có cảm tưởng thế nào? Rồi, mời Chiếc Mê Ta có ý kiến về hai câu Phật này để chúng ta rút ra một bài học trong cuộc sống. Alo, mời Chiếc Mê Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn cô Kim, cảm ơn cô Nhung. Dạ, cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Quý Sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bạch Ngài, hồi nãy con nghe Ngài hỏi là thực hành theo chánh hạnh là như thế nào, rồi không thực hành theo chánh hạnh là như thế nào, thì con xin trả lời văn tắc là theo của chư Phật thì khi đã là tỳ kheo hoặc là chư Phật thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi thì không có phải thực hành theo chánh hạnh, có nghĩa là phải đi khất thực để nuôi mạng, mà đi khất thực đây là đi tuần tự từ nhà tới nhà kia, chứ không phải có sự lựa chọn những nơi nào mà để bát nhiều
cúng dường vật thực thượng vị ngon thì đến, mà không đến những cái nhà mà theo thứ tự thì đó là thực hành theo chánh hạnh của bậc tu hành, của các bậc mà đã đạt chánh đẳng chánh giác với các vị Phật, thì cũng phải đi khất thực theo tuần tự, nghĩa là từ nhà này tới nhà kia. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn khi về thì không có đi về ở hoàng cung liền, biết rằng ở hoàng cung thì là vật thực là thượng vị rồi, nhưng mà không có đi như vậy mà cứ đều đi tuần tự nhà của người dân thường, không phải là không có lựa chọn gì hết, đi từ nhà này tới nhà kia. Chính vì vậy mà Đức Vua Tịnh Phạn mới vì chưa hiểu, cho nên Đức bảo là Đức Phật làm như vậy là mặt nhà vua. Thì đó là cái chánh hạnh của người tu hành là như vậy, chứ không có lựa chọn chỗ này chỗ kia mà cứ đeo đi theo tuần tự. Đó là thực hành theo chánh hạnh. Còn nếu những vị nào mà lựa chọn những nơi nhiều vật thực thượng vị, vật thực cứng mềm ngon là như thế nào đó, hoặc là đi đến những cái chỗ mà không phải đi đến những cái chỗ mà phi chánh hạnh để mà tìm vật thực nuôi mạng, thì đó là thực hành theo không có thực hành theo chánh hạnh. Đó là thực hành theo tà hạnh. Thì cũng như ngài, như trong ý nghĩa trong câu Pháp Cú 169 này, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch là: hãy khéo sống theo chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Là về đi khất thực nuôi mạng là phải sống theo chánh hạnh là như vậy. Chứ nếu mà theo tà hạnh thì là không có đúng. Mà người nào thực hành theo chánh hạnh thì sẽ được hưởng lạc cả đời này và đời sau. Thì con cũng có một chút hiểu biết mà sau khi con nghe ngài đã thuyết giảng cái tích sự của hai câu Pháp Cú này là như vậy. Đó là vấn đề về chánh hạnh và tà hạnh. Và hồi nãy ngài có nói về cái việc mà những người có ngã mạn, không có đảnh lễ Đức Phật mà cho rằng là gia giới cao hơn, lớn hơn mà không có đảnh lễ Đức Phật, thì bị những cái bụi nó rơi lên đầu. Người mà có cái tâm ngã mạn đó phải thấy rõ rằng Đức Phật là một người đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, và cái đó là cái hoài nghi thế hạnh của người đã thành Phật là như vậy, thì để cho những người đó không còn cái tâm ngã mạn nữa. Dạ thì thôi, con chỉ có một chút chia sẻ như vậy. Thì qua câu 168 cũng như 169 là, thì câu 168 thì ngài Hòa Thượng đã dịch là: nó chớ phóng vật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Và cái câu 169 thì cũng ý nghĩa tương tự, là không có nên phóng vật mà phải sống theo chánh hạnh, không sống theo tà hạnh, bởi vì người sống theo chánh hạnh thì sẽ được hưởng lạc cả đời này đời sau. Và con xin hết, là con xin trả mic lại cho đạo tràng, và con cũng xin kính mời quý vị tiếp tục chia sẻ, và cũng còn tới 17 phút nữa, và con xin trả mic cho đạo tràng.
sa thủ sa thủ xin mê ta đã đi vào nội dung hai câu Phật ngồi cái đầu tiên á nói lên cái sự ngã mạn của dòng họ Thích Ca, cho nên Đức Phật đã sử dụng xong đi trên cái cầu vồng và những cái bụi nó rớt trên đầu của những người tôn kính bậc đạo sư. Đó, đây là con, đây là cháu, đây là thái tử, đây là vua ớt này là của dòng họ Sắc Gia. Thì như vậy sau khi mà Đức Phật thuyết về cái tông tộc của cái câu chuyện của Sanh Tạ Na, sự đoàn tụ của gia đình, thì tất cả đều hoan hỷ, cho nên có tặng đưa màu đỏ, rồi vui mừng quá Đức Phật ra về hậu quên thỉnh mời để rồi sáng mai thọ tập ở hoàng cung. Chính vì không thỉnh mời như vậy á, cho nên Đức Phật ngài mới đi khất thực. Chứ đối với giáo pháp này, hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo, trong luật đồ cúng người ta ở ngoài ghế địa, các cái vị đầu đà thấy là ô cúng chắc là của vô chủ, cho nên lấy dùng. Nhưng mà người ta mới để nó để đi thì kiếm cái hộp quạt, hay là kiếm lấy nhang, hoặc là kiếm một ít bông hoa tới để mà cho cuộc lễ long trọng. Mới để một cái mâm vật thực đó chưa cái gì hết thì bị mấy cái vị đầu đà này đó là dùng, lấy dùng. Bởi vì các vị nghĩ rằng đồ vô chủ người ta cũng đã bỏ, là tới là than trách. Cho mấy ông này coi như tham ăn tới cái độ mình chưa cúng kiến gì hết đã chôn rồi, đã lấy ăn rồi, phiền hà. Thì như vậy hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Và một cái người mà từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nương vào vật thực của người khác để mà sống qua ngày, thì cái thân phận của người này là kẻ bần cùng của xã hội. Khi mà bần cùng của xã hội thì còn có cái vấn đề ngã mạn hay không, hơi thua hay không. Cho nên cái câu nhất bác thiên gia phạn, cô thân vạn lý du, kỳ vi sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Một chén cơm ngàn nhà, cô đơn vạn dặm xa, vì vấn đề sống chết, giáo hóa cõi ta bà. Cái hạnh của Đức Phật là vậy. Và chính cái hạnh của Đức Phật như vậy để tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Và ngài Kassapa, vị đệ nhất đầu đà, đã thể hiện cái hạnh đó là đi tế độ cho những người nghèo khổ. Ai nghèo khổ ngài chấp nhận, đi bác để hóa duyên, để tế độ cho những người nghèo khổ. Cái ông vua trời Đế Thích và hoàng hậu nghĩ rằng là mình được làm ông trời như thế này sung sướng, nhưng mà để bác cho một vị thánh tăng là một điều rất là khó. Mà muốn tạo được phước duyên đó thì phải giả ra làm cái người nghèo khổ để cho ngài Kassapa nhìn lầm, cho rằng mình nghèo khổ. Và ngài Kassapa đã bị mắc mưu tế độ cho hai vợ chồng vua trời Đế Thích. Nhưng mà khi để vật thực bông mát thì của chư thiên làm cho ngài Kassapa tỉnh ngộ, làm cho ngài giật mình, vật thực này thế gian làm gì có, đây là vật thực. Khi nhìn biết vật thực của chư thiên mà cái người trước mặt mình không phải là hai ông bà già lụm, mà đó chính là Đức Vua Trời Đế Thích và hoàng hậu, thế là
Cá Sa Ta mới đuổi ngươi xuống đây giành giật cái phước của những người nghèo khổ, và ngài đã đuổi. Thì như vậy quý vị thấy là khi đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mình là người tận cùng của xã hội, thì cái điều quan trọng ở đây là dẹp đi cái sự ngã mạn hơn thua, dẹp đi cái hơn, cái thua, cái bằng, để mình tu học nó đàng hoàng hơn, sống chánh hạnh hơn. Chỉ chánh hạnh ở đây tức là cái hạnh của chư Phật, các ngài là đi trì mình thất được để sống qua ngày, chứ không phải là mình về đây mình là dòng dõi vua chúa, mình ăn xuống mặt sớm. Đức Phật ngài đã quán như vậy, và ngài đã nói với Đức Vua Tịnh Phạn, đây là cái hạnh của dòng dõi chư Phật, chứ không phải là cái hạnh của cái đời sống thế tục của dòng họ Sakya. Rồi ý kiến của Simeta rất là xúc tích, rất là đi vào nội dung. Rồi bây giờ qua ý kiến của Simeta, Sĩ Kim nghĩ sao? Alo, 10 phút nữa. Con xin kính chào sư Chiết Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, con thấy có sư Tỷ Đức nữa. Con và các sư, các cô tu nữ. Con xin cảm ơn hết Nhung Phạm, Quang Thanh và sư cho tín hiệu nghe rõ, vậy là nghe rõ rồi. Còn 10 phút nữa con cũng tóm tắt. Và trước hết con cũng cảm ơn sư cũng như các quý vị là chia sẻ, nhưng con nhớ là gì? Cô Metta, Giang Nhất Hạ, rồi Nhung Phạm không có hả? Nhung Phạm rồi, dạ, cái vài người thôi lên chia sẻ cái bài này, cái hai câu kinh Pháp Cú 168 và 169. Thật ra cái bài này là một bài rất là hay, nói về cái hành động của Đức Phật khi trở về để kinh thần Kha Thi Quát Thú là ngài thứ nhất, ngài trở về ngài quán thấy đủ cơ duyên, khi nào đúng ngài mới về. Thì trước đó thì được Xích Hà nữa, Xích Hà chỉ nói vài cái, Xích Hà đâu có nói gì đâu, chỉ đọc kinh trả bài thôi, nói điều gì đó tự hỏi đó thôi, thì không có chia sẻ thẳng vô trong cái câu kệ này. Thì cái câu kệ này, cái bài kinh này của vị Đức Phật là một bài kinh thiên động địa, về đây là lần ngài dùng thần thông của ngài để mà giáo hóa cả dòng họ Kattiya, là dòng một xá địa lý rồi xá cái tỷ lệ vậy, còn dịch tới tiếng Việt còn khó đọc lắm. Kattiya dòng họ danh tiếng là tức là lẫy lừng đó, họ rất là ngạo mạn, khi mà thế gian mà cái dòng họ danh tiếng họ rất là ngã mạn. Vậy cái lòng ngã mạn này ngài thấy đây là lần đầu tiên ngài dùng thần thông rất nhiều, ngài nhập vô tứ thiền, ngài xả tứ thiền, nhập tứ thiền, nhả tứ thiền, ngài biểu diễn thần thông là song thông, ngài cho nước và lửa phun ra từ trong thân người, từ trên đầu, lỗ mũi, lỗ tai rồi dầm xuống dưới trên. Ngoài ra còn biến được, dùng thần thông biến được với cái con đường kinh hành của ngài, mà con đường kinh của ngài hết con đọc trong chú giải, trời ơi, làm bằng vàng đó, rồi mấy cái kinh và mấy đường đó là mấy ngọc quý báu, ma ni vậy đó là nghiền ngắt nhỏ đến nỗi mình nó mịn dễ sợ cho bước chân của ngài đi được êm ái vậy đó. Mà thần kỳ nhất là ngài dùng thần thông để cho cái sự biểu diễn thần thông của ngài là tắt thế giới, đại thiên thế giới, từ cái cảnh trời mà sắc giới tới cái cảnh địa ngục, cảnh trời sắc giới là của Phạm Thiên á, Kanditha, với lại cảnh địa ngục vị trí Nirvana, tất cả đều thấy rõ điều đó. Sau khi mà ngài đã giảng cái bài kinh Bút Tháo Văn Xá, tức là Phật sử á, lại rồi có ngài giảng
cao điều giác chứ đó, thì ngài giảng cái đó, mà trước khi ngài làm cái đó thì trước đó thì trước khi ngài về đó thì vua Sutho Đá Ná là vua Tịnh Phạn đã gửi đi tất cả lĩnh đoàn tỳ tùng, tức là người cầm đoàn có một người tỳ tùng là một quan đại thần, rồi cộng thêm 1.000 vị tỳ thần, tức là 9.000 người, tức là 9.000 người tỳ tùng và 9 người đại thần đi, này thì vô nghe Đức Phật thuyết pháp không rồi về nữa, mà 9.909 người này cái đủ cái phẩm hạnh là Epikhu, tức là ngài thuyết giảng ngài nói hôm nay Epikhu là tự râu tóc quần áo biến mất hết, họ đầu cạo chọc có y bát đầy đủ, với cái phẩm hạnh cái tư cách như một người có 60 tuổi hạ đó, thì cái cuối cùng ngài mời cái người mà thấy đi trời ơi đi sống thấy dữ chơi vậy trời, hơn 1.909 đoàn người dễ sợ quá. Cuối cùng ngài suy nghĩ, ngài mới nhờ cái người mà vua cái vị đại thần này là ngày xưa đó là chê chung với Đức Phật hồi nhỏ là ông này gọi là Kaludaji, thì ông này mới Đức Phật mới vua Sutho Đá Thá mời ông này lên. Trời đất ơi, cái này câu này dài đến còn 5 phút mà. Thì ông này mới xin sư thư ngài xin với vua Tịnh Phạn làm hãy cho con xuất gia làm sa môn. Vua Tịnh Phạn nói, người muốn xuất gia làm sa môn hay người muốn làm người tại gia cái gì cũng được, nhưng người hãy làm ơn mời con ta về đây đó. Thì ông này ông nói được, ông đồng ý, ông cũng dẫn theo 1.000 người nữa, tức là 10 tóm người, 10.000 người với 10 vị đại thần là 10 người đi chạy đó. Thì ông này cũng giống như những vị khác có những duyên lành đã tu tập nhiều trước rồi, thì lại cũng thành Epikhu là Epikhu là biến thành sa môn hết, khỏi cần học pháp ngồi thiền gì đó, tức là mấy 10.000 người này với 10.000 vị đại thần đó là họ tu tập thôi, cái quả của họ, cái phước ba la mật của họ, 10 ba la mật họ tròn đủ, nó chín mùa, nó nhân gục như cái túi vậy, đụng cái rơi xuống rồi. Thì khi mà về đó thì Đức Phật mới quán thấy, mới đủ rồi, Đức Phật mới về. Mày Đức Phật quán thấy mấy dòng họ khắc giá mình trội nhã mạn quá trời luôn. Ngài mới dùng thần thông mà biểu diễn đó, rồi khi ngài giảng hai cái bài mà Phúc Tha Vầm Xá với Cha Vi Giá, cho một trận mưa mà những người mà có thấm dừng nha pháp thì ước, còn người nào không gáy thì người không nhã mãn thì không có được thấm, tức là người tin thì nó ấy, còn người không tin thì nó không thấm, nó lạ lùng như vậy, nó kỳ như vậy. Bởi vậy Đức Phật mới nói có 4 điều đó là ai trình tài gia không thể bàn được, tức là trí tuệ cũng như cái thần luật của Đức, một vị Phật chánh đẳng chánh giác như thế nào không thể diễn tả được. Cái thứ hai, cái sự mà thần kỳ của thiền định không có nói tới. Thứ ba là cái nghiệp của chúng sanh nào cũng có nghiệp hết, không có nghiệp nào giống nghiệp nào hết. Với lại là chuyện thế gian đó, thì đừng có nên bàn, mắt thì giờ thôi, không có bàn hết cuối đâu. Thì khi mà ngày giảng cái đó, ngày dùng thần thông ngày ấy thì đánh đổi cái vô tịnh, thì cái dòng họ khắc giá này nhã mạn lắm. Ở nói Đức Phật năm nay cũng 30 mấy tuổi thôi, còn trẻ lắm. Mấy người già bô lão không ấy, chuyển thằng nói thằng đó nó nhỏ, nó còn bằng tuổi cháu thôi, không đỉnh lễ. Thành ra các vị đại thần với vua bạn nhau cho mấy đám con cháu của công chúa công lương tiểu thơ lo đi ở trước để mà đảnh lễ Đức Phật, còn mấy người kia đứng sao, mấy người già đứng sao không có đảnh lễ. Nhưng mà khi Đức Phật biết rõ cái đó này dụng thần thông hả, ông vô Tịnh Phạn kinh sợ quá, thấm nhuần quá rồi, ngày cuối xuống ngày đảnh lễ. Đây là lần thứ ba mà Đức vua Sutho Đá Ná đảnh lễ Đức Phật. Lần thứ nhất là khi ngài mới sanh, lần thứ hai ở hệ Hạ Điền lúc mà Đức Phật mới 7 tuổi, lần này là lần thứ ba thì đảnh lễ. Khi một Đức vua cũng để quỳ xuống lại thì tất cả mọi người đều lại hết. Thì vậy đó, cái bạn này cái về thần thông của Đức Phật đó, đọc thấy Đức Phật ơi, quý vị nên vô cho tìm hiểu về Theravada Tắc Khôn đó. Đức Phật về thành
cấp thì lá bắt cú tế độ hoàng tộc đó, hay lắm đó. Thì sau khi mà Đức Phật giảng hai câu kệ, đọc hai câu kệ này để con đọc lại, thì Đức Vua Tịnh Phạn là nhập thánh quả đầu tiên là quả Diệu Lô. Đó là một việc Đức Phật đã trả hiếu cho cha mình, cũng như là 5 năm sau, tức là vào cái hạ thứ 7 Ngài lên cung trời Đao Lợi để mà độ cho Phật Bảo. Lúc đó là một chư thiên ở trên trời Đao Lợi, Ngài ở trên trời Đậu Xuất Đà nhưng mà Ngài giảng pháp Abhidhamma ở trên cung trời Đao Lợi để mà cho cái Phật Mẫu cũng vô đường thánh đạo luôn. Thì Ngài đã hoàn thành cái sự trả ơn của Ngài rồi, cũng hết giờ rồi, con cũng cả bài trong khi con gì con chia sẻ có điều gì sai sót, con xin các sư, các cô tu nữ và quý vị chỉ dạy, con xin sám hối và con xin trả máy lại để cho sư nói vài lời và đóng đung luôn. Sư mệt lắm rồi, chứ ho hen sư già quá rồi. Con xin trả máy. Alo, 123 123. Trước khi hết lời cũng muốn tiễn vong ha, già rồi, sắp chết rồi. Xa tổ xa tổ sĩ kèm đi vô chi tiết rất là rõ ràng, nhưng mà phải hiểu thế này. Chính phái đoàn đi tỉnh Đức Phật nhưng mà Đức Phật không về cho tới khi ông Ca Lũ Đà Dí này qua tỉnh, thì Ngài chấp nhận Ngài về. Bởi vì trong cái hạnh nguyện của Ngài khi còn Bồ Tát á, của Ngài là coi như tu để giác ngộ. Để sự giác ngộ này bà con thuộc, rồi tế độ những người hữu duyên nên tế độ, có nghĩa là tự giác và giác tha. Cho nên Ngài quán cái thời kỳ chưa tới, cho đến khi cái phái đoàn thứ 10 này qua, thì Ngài mới thấy rằng cái cơ duyên đã tới, Ngài mới về. Và đúng với cái hành nguyện của Ngài là tế độ quyến thuộc. Cái vấn đề tế độ quyến thuộc này, cho nên Ngài muốn ngăn ông vua A-sa-thế ba lần, để ông vua này không có sát hại dòng họ Thích Ca. Mà một lần như vậy là ông này, ông nổi khùng lên, là ông coi như đem quân tru diệt dòng họ Thích Ca. Và khi Đức Phật cản như vậy thì khoảng 3 tháng sau ông ta lại nhớ tới đi tiếp. Và cản 3 lần như vậy thì quý vị thấy rằng thời gian 9 tháng. Mà trong thời gian 9 tháng đó thì dòng họ Thích Ca tu tập chứng đắc thánh quả rất là nhiều. Thì cái hành nguyện của Ngài là tế độ quyến thuộc và về thành các tỳ la vệ để dẹp đi cái sự ngã mạn của dòng họ Thích Ca. Đó là cái điều chính. Và biết rằng chính những cái câu kệ này, những bài pháp này sẽ làm cho Đức Vua Tịnh Phạn chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Đấy là như vậy. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây với câu Phật ngôn này, là một bài học hạ mình khiêm cung. Mình xét những điều rất là, còn bây giờ mình đưa cái bản ngã của mình lên, chắc chắn là mà không nhiều. Vì muốn gì thì cứ làm đi, tùy theo việc của mỗi người. Đây xin được kết thúc. Chúng tôi làm để thành tu giác tâm thiền, xin hóa lực vô biên, khi toàn giác, lục giác và kinh văn tính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê na sa chê quá chê na sô tì vô, hô tù sa bà đà. Do lời chân thật này kính dâng đạo Phật lên chư tôn truyền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền nữ chúng sanh, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật.
Nam Mô Bụt Thầy. Xin phép quý vị chúng tôi xin được đóng góp.